Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Video hôm nay em sẽ tiếp tục giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Vios biển Hà Nội 2014. Một chiếc xe bản E số sàn 1.5, xe đẹp tư nhân chính chủ, gầm bệ máy số zin, keo chỉ zin. Thì đối với dòng Vios này thì nó là dòng xe quốc dân và đặc biệt là cực kỳ bền và nồi đồng cối đá. Cửa hàng em thì đa số là Vios i10 và Hyundai Accent là ba dòng xe phổ biến nhất cũng như là nhiều nhất. Đặc biệt là Vios thì cửa hàng lúc nào cũng sẵn loanh quanh khoảng chục con để cho anh chị và các bạn cùng lựa chọn. Tất cả các xe khi cửa hàng em bán ra đều được bảo hành và cam kết bằng văn bản giấy tờ, nên các bác khi mua xe nhà em thì hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Thì đây là toàn bộ tổng thành về ngoại thất. Con xe này thì gầm bệ máy số nó cực tốt, máy số zin nhá, biển Hà Nội luôn. Bởi vì là trong khoảng thời gian vừa rồi thì rất nhiều khách hàng ở Hà Nội hỏi tìm mua dòng Vios form mới, form 14 này. Và đặc biệt là ở Hà Nội thì phải mua gốc thành phố hoặc là nó biển Hà Nội sẵn. Thì khi các bác về tên hay là đổi đăng ký thì nó thuế nó sẽ thấp. Còn nếu biển tỉnh mà về biển Hà Nội thì thuế nó rất là cao. Đối với dòng Vios này thì 2014, 15, 16, đầu 26 là đều cùng một form dáng và cùng một máy đen. Đến cuối 2016 thì nó sẽ lên máy trắng. Đấy, con này đang chạy con quanh khoảng 9,5 vạn. Màn hình Android rồi. Cam hành trình đây. Đấy, máy em đang nổ nhá, máy đang nổ. Cửa sổ này, hệ thống phanh tay này, ra ghế đây, nội thất Trần Nhị Nguyên nhá, Trần Nhị Nguyên. Nội thất phía sau đây. Thời tiết nó hơi nắng một chút và các bác thông cảm cho em là hiện tại thì thời tiết nó rất là nắng, em quay nội thất trong xe đây. Toàn bộ điều hòa này, ai mặt đồng hồ và toàn bộ táp ly. Em sẽ chạy một đoạn nhé, chạy một đoạn để anh chị và các bác cùng cảm nhận về máy số. Đây, đây máy số đây. Đó, em đang chạy số 2 này, số 3 nhé. Đây, xe chạy rất là bốc. Điều hòa đối với đặc biệt là dòng Vios này thì điều hòa nó rất là bền, nó không hay bị phải điều chỉnh như là dòng i10. i10 thì điều hòa nó hay kém hơn, bởi vì đặc biệt là kể cả két nước thế. Nên đặc biệt i10 thì gấm rất là thấp và cái giá đỡ két nước nó hay bị gãy, bị vỡ. Dòng Vios này thì 2014 máy đen. Đấy, hiện tại cửa hàng còn nhiều lắm nhá, cửa 2015, 2016 đây nó dựng đoạn đây để quay máy cho anh chị và các bạn. Em sẽ quay một đoạn máy. Đây. Các bạn máy nhá. Khi mua xe cũ này thì nó đủ hết phụ kiện như là lót sàn hay da ghế, dán kính, màn hình cam lùi và chỉ sẵn đi thôi. Đây máy đây. Con này em chưa dọn nhá. Con này mới đánh móng xong. Đấy, mới đánh móng xong. Máy số gì? Đấy, máy số gì đây? Toàn bộ đầu răng. Đây, nỉ cabo này. Đó, keo chỉ zin nhá, keo chỉ zin. Con này em còn cho đi dọn dẹp. Khoang máy, nội thất cũng như là sơn gầm chống rỉ nữa. Tẩy rửa lại về phần bộ la răng gầm bệ. Đây nội thất đây. Đó, chưa dọn xong. Con này thì mất loanh quanh một buổi để sơn gầm chống rỉ. Thì anh chị và các bạn sẽ lấy được xe. Đấy, đây phanh tay này. Đó, cửa số đây. Đây, chạy một đoạn nhé. Này nó còn có chế độ lốc cửa, tự động lốc cửa này. Bật điều hòa lên. Đây, còi vẫn còi zin này. Đó. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị và các bác một chiếc Vios 2014 biển Hà Nội màu bạc. Con xe này của em thì hiện tại đang nó loanh quanh hơn 300 triệu, 342 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu anh chị và các bác có nhu cầu về mẫu xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để phía dưới màn hình. Sau đây em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.